Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình hôm nay như thường lệ sẽ chuyển đến quý vị những thông tin được nhiều người quan tâm, các thông tin cập nhật mới nhất cả trong nước lẫn quốc tế với những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Ghi nhận ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thấm đượm nghĩa tình trong ngày hội giọt hồng từ thành phố mang tên Bác. 1 triệu tín đồ Hồi giáo tham gia lễ hành hương Hajj tại Ả Rập Xê Út. Thu giữ hơn 32 kg ma túy và nhiều súng quân dụng tại Bình Phước. Kính thưa quý vị, hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh thì có gần 85.000 thí sinh đã dự thi. Theo ghi nhận, thí sinh hoàn thành bài thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn toán vào buổi chiều với tâm lý phấn khởi, nhẹ nhàng. Đề thi môn văn có cấu trúc quen thuộc, được đánh giá là an toàn, đảm bảo tính phân hóa, thí sinh dễ đạt điểm 5-6. Những vấn đề đặt ra không chạy theo vấn đề thời sự mà rất gần gũi, trong đó câu nghị luận xã hội yêu cầu trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước, còn phần nghị luận văn học lấy tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cái câu này đọc vô là kiểu em phải ngẫm nhiều lắm, em phải lấy mấy cái dẫn chứng của những người mà nổi tiếng á. Cuối cùng thì em cũng viết được cái bài, nó cũng khá là hay, là em thấy vui. Trong khi đó, đề thi môn toán năm nay có tính phân hóa cao, thí sinh khó đạt được điểm 9-10. Chúng được đa số là khoảng tầm 35 câu, còn 15 câu còn lại là nó hơi khó so với em. Thì năm nay là tương đối hay, để cho trên trung bình thì không khó, nhưng mà để điểm cao trên 9 thì là một cái sự nói chung là cũng phải cố gắng rất nhiều. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt tỷ lệ 99,58%, thí sinh dự thi môn toán đạt tỷ lệ 99,45%. Có một điểm thi có học sinh bị F0 và được bố trí thi tại phòng riêng, một thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi. Nhìn chung, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và không có sự cố bất thường xảy ra. Hôm nay, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng ở các địa phương cũng đã có mặt bên ngoài 142 địa điểm thi để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Tất cả nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà của các em. Thưa quý vị, ngay từ rất sớm thì đội cảnh sát giao thông Nam Sài Gòn cũng đã có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện công tác chuyên môn điều tiết giao thông cũng như là hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong ngày thi đầu tiên. Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông, gần 20 đoàn viên thanh niên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đồng hành cùng các thí sinh hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên. Em đã chuẩn bị từ hôm qua thì tụi em đến đây để set up các cái nước rồi để hỗ trợ tinh thần cho các bạn. Rồi hướng dẫn cho các bạn về các cái khâu để vào thi, chỉ cho các bạn những cái điều mà các bạn cần biết thêm. Sự lực lượng hỗ trợ này thì rất là cần thiết cho những bé mà đi thi tốt nghiệp. Như vậy thì cái tinh thần của nó cũng sẽ an tâm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cũng cho biết, đơn vị đã chủ động lên kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn, cắt cử 100% quân số điều tiết giao thông tại các nút giao thông, tuyến đường có điểm thi, không để xảy ra ùn tắc, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi một cách nhanh nhất. Theo thông báo mới nhất sáng nay của Bộ Y tế, cả nước mới chỉ tiêm được khoảng 51 triệu liều vaccine COVID-19 mũi 3 và 4. Hàng chục tỉnh vẫn tiêm chậm, trong khi biến thể BA4 và BA5 đã xâm nhập vào Việt Nam và có khả năng lây lan nhanh hơn. Để đảm bảo phòng chống dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kịch bản ứng phó, tăng cường vận động bố trí tiêm vaccine liều nhắc lại để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Sau khi nghe các biến thể BA.4 và BA.5 đã xâm nhập vào Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số ca, nhiều người dân đã chủ động đến trung tâm y tế đăng ký tiêm mũi thứ tư. Hôm nay đến đây là để tiêm vaccine, tiêm mũi 4 cho nó an toàn cho bản thân mình, thì nói chung là cũng tốt cho cộng đồng. Trong ngày hôm nay, quận 11 đã bố trí 17 điểm tiêm, trong đó 16 điểm tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, 1 điểm tiêm cho tất cả các đối tượng. Quận cũng tổ chức cho các đội tiêm lưu động đến tận nhà để tiêm cho các đối tượng người cao tuổi. Trên những phương tiện thông tin đại chúng, thông tin về cái biến chủng mới, cho nên là rõ ràng là có một cái sự thay đổi rất là nhiều. Người dân chủ động tìm đến để mà được tiêm chủng. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục kéo dài thực hiện đợt cao điểm tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Riêng người từ 12 tuổi trở lên sẽ được tiếp tục tiêm ngay sau khi được phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Sáng nay tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác.
Sau gần 10 năm thực hiện, giúp giải quyết đáng kể nguồn máu phục vụ cho việc điều trị, ngày hội năm nay đã thu hút gần 1.000 người đến đăng ký và tham gia hiến máu. Ít ai biết được, người đàn ông ngoài 50 tuổi này đã có đến 81 lần hiến máu. Là 22 tuổi, từ lúc vào đơn vị đi bộ đội, thì bây giờ vào thì có anh bạn đó là con nó bị thiếu máu về một từ van tim mà không có máu. Từ đó là thôi thúc tôi đi được chia sẻ với cộng đồng những giọt máu của mình. Mình tôi hiến máu từ hồi còn sinh viên. Mình chỉ cảm thấy mình nên thực hiện những cái hành động ý nghĩa như này để mang tới cái sự trợ giúp cho mọi người thôi. Một mục tiêu khác của chương trình năm nay còn là nâng cao nhận thức làm chủ của người dân trong việc hiến máu, tránh tình trạng quá thiếu hoặc quá thừa. Cái việc dự trữ rất là khó khăn, bởi vì máu luôn luôn nó có cái đáp, không sử dụng hết, bắt buộc phải quỷ. Thông qua cái chuyển đổi số, thông qua cái ứng dụng, và người dân biết là lúc nào là máu thiếu. Hành trình đỏ năm 2022 thu hút sự tham gia của 46 tỉnh, thành phố trên cả nước, và thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu trong tuần lễ chiến dịch này. Một con khỉ vàng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm vừa được một người dân ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện giao lại cho cơ quan kiểm lâm. Đến nhà bà Bùi Thị Ngọc Thu, 66 tuổi ở phường Cầu Kho, quận 1, cán bộ thuộc chi cục kiểm lâm thành phố xác định đây là con khỉ vàng nặng khoảng 7 kg thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Bà Thu cho biết khoảng 4 năm trước khi bà làm giúp việc cho một người ở quận 1 thì được người này nhờ nuôi giúp con khỉ, sau đó không lấy lại. Trong 4 năm qua, con vật chưa cắn hoặc gây hại cho ai. Nay bà giao nộp với mong muốn con vật được trở về môi trường tự nhiên. Sau khi tiếp nhận, con khỉ đã được nhân viên kiểm lâm đưa về trạm cứu hộ chăm sóc trước khi được thả về tự nhiên. Tiếp theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình. Cảnh sát Mỹ phá âm mưu nổ súng hàng loạt nhân ngày quốc khánh nước này. Anh đưa vào hoạt động trạm sạc xe điện lớn nhất châu Âu. The government has committed to ban the sale. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Kính thưa quý vị, hôm qua cảnh sát ở Richmond, bang Virginia, Mỹ thông báo đã ngăn chặn thành công một vụ nổ súng hàng loạt được lên kế hoạch vào ngày quốc khánh Mỹ 4 tháng 7. Tại cuộc họp báo, cảnh sát Richmond cho biết đã nhận được tin báo về một âm mưu nhắm vào Dogwood Dell, khu giảng đường 2.400 chỗ ngồi, tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh và bắn pháo hoa. Thông tin này đã giúp cảnh sát Richmond, lực lượng Bộ An ninh Nội địa Mỹ và cơ quan điều tra liên bang bắt giữ một nghi phạm, thu giữ hai súng trường tấn công, một súng ngắn và hơn 200 viên đạn. Nghi phạm thứ hai cũng bị bắt hôm 5 tháng 7. Cả hai người đàn ông đều không phải công dân Mỹ. Theo thống kê, trong dịp nghỉ lễ từ ngày 1 đến 4 tháng 7 vừa qua, ở hầu khắp các bang trên toàn nước Mỹ đã xảy ra hơn 500 vụ xả súng, trong đó có ít nhất 11 vụ xả súng hàng loạt, làm ít nhất 220 người thiệt mạng và gần 570 người khác bị thương. Hôm nay, một triển lãm có tên Đại lễ Bạch Kim, lễ đăng quang của nữ hoàng Anh sẽ được khai mạc tại Anh. Nhiều vật phẩm quý giá của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị sẽ được trưng bày trước công chúng. Trong số những vật phẩm được trưng bày tại triển lãm, nổi bật nhất là bộ váy mà nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã mặc trong lễ đăng quang vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Bộ trang phục này được thiết kế bởi ông Norman Hasnell, cũng là người thiết kế váy cưới cho nữ hoàng Anh năm 1947. Đây là một trong những chiếc váy ấn tượng nhất của nước Anh trong thế kỷ 20. Chính nữ hoàng là người đã yêu cầu về chất liệu sử dụng cho bộ trang phục, vốn được thêu rất tinh xảo. Cùng với chiếc váy là chiếc áo choàng dài 6,5 mét làm từ lụa và nhung tím, cũng được nữ hoàng Anh mặc trong lễ đăng quang. Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày trang sức, vật dụng cá nhân quý giá và chân dung của nữ hoàng xứ sở sương mù. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 9 năm nay tại Lâu đài Windsor. Vừa qua, 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã tham gia các nghi lễ cầu nguyện đầu tiên của lễ hành hương Hajj tại thánh địa Mecca, Ả Rập Xê Út. Đây là lễ hành hương Hồi giáo lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Các tín đồ đã đi bộ 7 lần ngược chiều kim đồng hồ quanh Kaaba, cấu trúc hình khối bằng đá ở trung tâm thánh đường Hồi giáo Mecca. Các tín đồ sẽ tham gia chuỗi các nghi lễ trong nhiều ngày, thực hiện chuyến hành hương của nhà tiên tri Mohammed cách đây khoảng 1.400 năm nhằm mang họ đến gần hơn với Thượng Đế. Năm nay, lễ hành hương Hajj có 1 triệu người tham gia, trong đó có 850.000 người từ nước ngoài.
những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 65 phải được tiêm vaccine COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính. Số người tham gia năm nay thấp hơn so với mức 2,5 triệu người trước đại dịch, nhưng vẫn đánh dấu tiến triển trong quá trình trở lại trạng thái bình thường. Hai năm qua, chỉ có một số ít tín đồ Hồi giáo ở Ả Rập Xê Út được phép tham gia. Lễ hành hương Hajj là một trong năm trụ cột của Hồi giáo mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu có đủ khả năng. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tác động tới giá lúa mì toàn cầu, nhiều hộ gia đình ở Benin, một quốc gia ở Tây Phi, đã chuyển sang sử dụng bột được làm từ chuối tá quạ thay vì bột mì trong chế biến món ăn hàng ngày. Cơ sở nhỏ kinh doanh bột chuối tá quạ của Josian Hodonu đã tăng gấp đôi sản lượng kể từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Vì bột mì trở nên khan hiếm và đắt hơn, nên nhiều người đã chuyển sang dùng loại bột này. Trước đây chúng tôi chỉ sản xuất ít nhất 80kg bột một tháng, nhưng do chiến tranh tại Ukraine khiến giá lúa mì tăng cao, chúng tôi đã sản xuất lên đến 150kg một tháng. Josian Hodonu chia sẻ thêm, thay vì sử dụng bột mì, cô trộn bột chuối tá quạ với các nguyên liệu khác để chế biến nhiều loại bánh khác nhau. Một điểm cộng nữa là loại bột này không chứa gluten, nên không gây dị ứng như các sản phẩm từ bột mì. Theo thống kê của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, FAO, Benin ước tính sản xuất khoảng 19.000 tấn chuối tá quạ mỗi năm. Loại trái này đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nước này trong bối cảnh hiện nay. Thành phố Oxford của Anh vừa cho đi vào hoạt động trạm sạc xe điện lớn nhất và mạnh nhất châu Âu. Nơi đây sử dụng hệ thống lưu trữ pin lai mới với trữ lượng điện 10 MW, vốn có thể sạc được 400 phương tiện cùng một lúc. Trung tâm sạc xe điện Energy Super Hub vận hành bằng năng lượng tái tạo và hiện chỉ mới có 42 điểm sạc cho xe điện, bao gồm các trạm sạc nhanh nhất thế giới với khả năng sạc lại một chiếc xe điện trong vòng chưa đầy nửa giờ. Hệ thống lưu trữ năng lượng tại đây sử dụng hai loại pin tích trữ năng lượng, pin công nghệ vanadi và pin lithium ion để tận dụng lợi thế của mỗi loại trong lưu trữ. Một trong những thách thức lớn nhất đối với lưới điện quốc gia là giải quyết nhu cầu sử dụng điện không đồng đều và điện năng tăng đột biến vào lúc cao điểm. Trung tâm này mang đến hai giải pháp cho mạng lưới điện. Một là nó trữ đủ năng lượng trong hệ thống để đảm bảo phục vụ nhu cầu cao điểm. Hai là nó cân bằng tần số ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Chính phủ Anh đã cam kết cấm bán các loại xe động cơ đốt trong vào năm 2030. Vì vậy, chúng tôi phải nhanh chóng đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng đáp ứng được nhu cầu cho các xe điện. Trung tâm dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai, phục vụ 36 triệu xe điện được ước tính có tại Anh vào năm 2040. Việc số lượng hải âu gia tăng đang trở thành một mối đe dọa lớn đối với các loài bản địa ở rạn san hô Great Barrier. Các chuyên gia Australia đã nghĩ ra một giải pháp cho vấn đề này, đó là cho hải âu ấp trứng giả. Tại đảo Heron phía nam rạn san hô Great Barrier, hải âu săn những con rùa con thuộc loài đồi mồi dứa, rùa Quảng Đồng và cả những con chim non thuộc các loài bản địa. Đây là những loài có số lượng đang giảm dần do biến đổi khí hậu. Việc hải âu xuất hiện ở đây là đương nhiên vì chúng là loài săn mồi tự nhiên. Vấn đề đáng quan ngại là số lượng của chúng ngày càng tăng. Đây là tình trạng chung của toàn bờ biển phía đông Australia. Chúng đáng lẽ không tồn tại với số lượng lớn như vậy, nhưng người dân ở các thành phố trên lục địa cho chúng ăn, rồi chúng ra đảo ấp trứng. Giải pháp mà các nhân viên bảo vệ công viên đưa ra là lấy hạt dứa dại có hình dạng giống trứng hải âu để tráo với trứng thật. Chim hải âu không nhận thức được sự khác biệt nên ấp trứng giả trong nhiều tháng. Họ cũng khuyến khích du khách trên đảo Heron bảo vệ rùa con bằng cách xua đuổi chim hải âu. Người dân trên lục địa Australia cũng có thể góp sức bằng cách hạn chế việc cho hải âu ăn. Tại tuần lễ thời trang Paris đang diễn ra, các thương hiệu thời trang cao cấp tiếp tục trình làng những bộ sưu tập mới nhất của mình, trong đó có Giorgio Armani, Balenciaga, Fendi hay bộ sưu tập mới nhất của Jean Paul Gaultier. Giorgio Armani chọn cho bộ sưu tập mới nhất của mình ánh tím đầy sự lãng mạn, từ trang phục cho đến phụ kiện. Tuy mang đến kinh đô thời trang những thiết kế cầu kỳ làm từ vải twin, áo khoác cỡ lớn với họa tiết thêu hoa lấp lánh, nhưng nhà thiết kế 88 tuổi vẫn không để cho bộ sưu tập của mình bị xưa cũ. Một phần là nhờ sân khấu được bài trí tối giản, gần gũi nhưng vẫn rất sang trọng. Bên cạnh đó, thương hiệu thời trang đến từ Pháp của Jean-Paul Gaultier mang đến Paris bộ sưu tập lạ mắt bởi nhà thiết kế Olivier Rousteing của Balmain. Đáng chú ý trong show diễn là cú trượt ngã trên sàn diễn của người mẫu Kristen McManamy sau khi ôm nhà thiết kế Jean-Paul Gaultier. Tuần lễ thời trang Paris sẽ kéo dài đến hết ngày 8 tháng 7. Tiếp theo trong phần thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông.
phát hiện một người tử vong với vết thương trên đầu ở Bình Phước. Bắt băng móc túi tại các bệnh viện ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại chương trình 60 giây với các thông tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, đêm qua trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy, làm một người tử vong tại chỗ. Khoảng 23:30, một xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông trên quốc lộ 1A hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc huyện Cai Lậy, xe đầu kéo giảm tốc độ lưu thông để dừng vào lề đường. Bất ngờ, một xe máy do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều từ phía sau đi tới, đâm mạnh vào đuôi xe đầu kéo. Cú tông mạnh làm người lái xe máy tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Đến rạng sáng nay, hiện trường đã được giải quyết xong. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hai nam thanh niên điều khiển xe máy tông thẳng vào đuôi xe ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều phía trước, khiến hai người này bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng nay trên quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khoảng 1 giờ rạng sáng nay, hai nam thanh niên điều khiển xe máy chở nhau lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Tây Ninh. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 14 với đường Nguyễn Chánh thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, hai nam thanh niên điều khiển xe với tốc độ khá cao, tông thẳng vào đuôi một xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến xe máy và hai nam thanh niên bị văng ngược trở lại, cả hai bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Chiều qua trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận xuất hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, tự đập đầu mình rồi ra đường lao vào xe tải đang chạy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Người đàn ông vào sân một tiệm thuốc rồi bất ngờ đập đầu vào chậu hoa, sau đó còn dùng gạch đập vào đầu mình gây chảy máu. Chưa dừng lại, người này tiến ra đứng giữa đường rồi lao vào một xe tải, nhưng tài xế đã kịp thắng gấp. Công an địa phương đã đến hiện trường và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, kiểm tra ma túy. Được biết, người đàn ông này đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để chữa trị, sau đó đi lang thang trong khu vực và gây ra sự việc trên. Sáng nay, người dân đã phát hiện một thi thể người nổi trên kênh Lò Gốm tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng công an đang tiến hành điều tra vụ việc. Thi thể nói trên được phát hiện vào khoảng 9 giờ sáng trên kênh Lò Gốm, đoạn cách cầu Phạm Văn Chí ở quận 6 khoảng 200m, sau đó đã được đưa vào bờ. Kết quả khám nghiệm tại hiện trường cho thấy, đây là thi thể của một phụ nữ ngoài 30 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy. Đến hơn 10 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tiếp tục điều tra. Chiều nay, Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ cái chết của ông Triệu Văn An, 58 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước. Ông An được xác định tử vong với vết thương trên đầu. Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân sống trong khu vực nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông An. Khi đến nơi thì phát hiện ông đã tử vong, thi thể nằm sấp, phía trên đầu có vết thương, máu chảy nhiều ra nền nhà. Cách vị trí thi thể ông An hơn 1 mét có một khẩu súng cùng với một viên đạn và một con dao rửa. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Cũng tại Bình Phước, hôm nay, Công an tỉnh thông báo vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Công an đã thu giữ 32 kg ma túy cùng nhiều súng quân dụng. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7 trên quốc lộ 13 thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước, các lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô đi về thành phố Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng đã tìm thấy trên xe 3 can nhựa và nhiều gói hàng là ma túy tổng hợp các loại dạng đá, dạng khay và heroin. Tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ thêm hơn 1 kg ma túy đá, 2 khẩu súng, 5 viên đạn cao su. Tổng số ma túy trong vụ việc là hơn 32 kg. Công an cũng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Campuchia để phục vụ công tác điều tra. Thời gian qua, trên địa bàn quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên các vụ trộm cắp tài sản của người khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Công an quận 5 đã vào cuộc xác định các đối tượng tham gia và thủ đoạn gây án. Theo Công an quận 5, đây là băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò chặt chẽ. Sau một thời gian theo dõi, khoảng 6 giờ 40 phút sáng qua, tổ trinh sát phát hiện 3 đối tượng vào bệnh viện Chợ Rẫy và 1 đối tượng ở ngoài để cảnh giới. Các đối tượng này đã tạo tình huống chen lấn, áp sát, rồi móc túi lấy ví tiền của một người phụ nữ tại khu khám bệnh, trong ví có 5 triệu đồng. Tổ trinh sát đã bắt quả tang, đưa về trụ sở công an. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản trên và nhiều vụ trước đây tại các bệnh viện trên địa bàn quận 5.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra và xử lý theo quy định. Một cửa hàng bạc trang sức tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã bị trộm đột nhập vào lúc nửa đêm, trộm tài sản ước tính gần 700 triệu đồng. Sáng nay khi chủ cửa hàng đến thì phát hiện cửa bị phá khóa. Vào bên trong kiểm tra thì gần như toàn bộ số bạc trang sức và tiền đã bị lấy mất. Qua kiểm tra camera thì thấy khoảng 23 giờ 45 phút đêm qua, có hai đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, phá khóa cửa hàng đánh cắp tài sản. Hiện lực lượng công an đang khoanh vùng điều tra và truy bắt hai kẻ trộm. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. 7 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Khánh, 29 tuổi, Phạm Thanh Quy, 33 tuổi, Lê Văn Lộc, 24 tuổi, Huỳnh Văn Úc, 29 tuổi, đều quê tỉnh Long An, Huỳnh Thanh Phong, 42 tuổi, Chế Minh Nhật, 42 tuổi, đều quê tỉnh Tây Ninh và Vòng Phát Chương, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan công an, với thủ đoạn hứa hẹn qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao, từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng này đã cấu kết với một số người ở nước ngoài tổ chức đưa gần 200 người Việt Nam sang Campuchia lao động trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Các nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải chi số tiền từ 60 triệu đồng đến 200 triệu đồng một người. Tiếp theo trong phần thông tin thể thao và thông tin cập nhật, kết quả chặng 5 giải đua xe đạp Tour de France. Thủ tướng Boris Johnson sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, chiều nay, truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng nước này Boris Johnson tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, nhưng tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng cho tới khi đảng Bảo thủ bầu được nhà lãnh đạo mới, dự kiến là vào mùa thu này. Theo truyền thông Anh, đảng Bảo thủ sẽ tìm ra nhà lãnh đạo mới trong mùa hè này và nước Anh sẽ có thủ tướng mới để kịp cho thời điểm diễn ra hội nghị đảng Bảo thủ diễn ra vào tháng 10. Văn phòng thủ tướng xác nhận ông Boris Johnson sẽ đưa ra tuyên bố trong ngày hôm nay 7 tháng 7 theo giờ địa phương. Thông tin về việc từ chức của ông Johnson được đưa ra sau khi có 8 bộ trưởng tuyên bố từ chức trong vòng 2 giờ. Tính từ ngày 5 tháng 7 đến nay, đã có hơn 50 bộ trưởng, thứ trưởng và các trợ lý nghị sĩ đảng Bảo thủ nộp đơn từ chức. Thủ tướng Boris Johnson có liên quan đến nhiều vụ bê bối trong thời gian qua, khiến sự ủng hộ dành cho ông giảm đi đáng kể. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai, cũng vào khung giờ quen thuộc là 6 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV7 và HTV9 với những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong đêm. Chúc quý vị có một buổi tối với thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt.